nhận định công an Hà Nội với Bình Định vòng 1 V-League 2023-2024, dự đoán tỷ số công an Hà Nội với Bình Định cùng các chuyên gia nhận định phân tích dự đoán tỷ số. Nhà đương kim vô địch khởi đầu khó khăn với thất bại trước Thanh Hóa ở trận tranh siêu cúp nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới sức cạnh tranh ở V-League. Trái lại, với những bổ sung chất lượng như Việt Anh, Thanh Long, Văn Thiết, Văn Cường và bộ đôi ngoại binh Magno Zanio, Công an Hà Nội tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch với đội hình gồm nhiều ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Hậu. Công an Hà Nội mới trải qua một mùa giải không thể tuyệt vời hơn. Ngay trong lần đầu tiên trở lại với sân chơi V-League sau nhiều năm, đội bóng lực lượng Vũ Trang đã vượt qua hàng loạt những ứng viên sừng sỏ như Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hóa để giành chức vô địch lịch sử tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Bên cạnh việc chinh phục thành công ngôi vương Công an Hà Nội cũng đang được xem là đội bóng đỉnh đám nhất Việt Nam. Ở trận gặp câu lạc bộ Bình Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội tổn thất lực lượng khi trung vệ Giáp Tuấn Dương bị treo giò. Tuyển thủ Việt Nam phải nhận thẻ đỏ ở trận siêu cúp quốc gia diễn ra hôm mùng 6 tháng 10 vừa qua, trận đấu mà nhà đương kim vô địch V-League để thua một 3 trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Trận thua trước đội bóng xứ Thanh có thể xem là lời cảnh tỉnh cho Công an Hà Nội cần phải thể hiện sự tập trung, khát khao hơn trong mùa giải mới. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng sự hậu thuẫn của nhiều phía, Công an Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sau Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Philip Nguyễn, Công an Hà Nội tiếp tục đầu tư với việc chiêu mộ Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Do Van. Trước thềm mùa giải 2023-2024, Công an Hà Nội không giấu tham vọng sẽ bảo vệ ngôi vương, tiến tới những mục tiêu xa hơn ở sân chơi quốc đội. Trong khi đó, Bình Định đã có mùa giải không thực sự như mong đợi khi chỉ cán đích ở vị trí thứ bảy sau khi V-League 2023 hạ màn, đội bóng đất võ thay tướng khi mời huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy về thay Nguyễn Đức Thắng. Về mặt lực lượng, ngoại trừ sự ra đi của chân sút số 1 Raf Kenson, Bình Định về cơ bản vẫn giữ nguyên bộ khung cũ. Bên cạnh đó, đội bóng đất võ có sự tăng cường thêm một vài tân binh khá tốt như Vũ Minh Tuấn, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Văn Đức, Ngô Hồng Phước. Bình Định đã có bước chạy đà khá hoàn hảo trước thềm mùa giải mới bằng việc giành chức vô địch Thiên Long Cúp tại Pleiku vừa qua. Bên cạnh sự xuất hiện của các tân binh nội như Thành Long, Việt Anh, Công an Hà Nội đăng ký mới là tiền đạo Jovan và Junior. Trong khi đó, tiền đạo Klee, người ghi bàn thắng nhiều nhất cho đội bóng ở mùa trước, tạm thời chưa được đăng ký vào danh sách thi đấu trong 3 vòng đầu tiên. Còn với Bình Định, họ cũng sẽ trình làng hai ngoại binh mới, đó là Erlen Sebastio và Artur Melo so với năm trụ cột đã rời đội gồm cả Raf Kenson và Jeremy Lin trên những bổ sung trước mùa giải mới của Bình Định khiến người hâm mộ đất võ không khỏi lo lắng. Ngoại trừ Vũ Minh Tuấn, các tân binh đều ít tên tuổi, đặc biệt là hai ngoại binh Actu và grafit lần đầu tới chơi ở V-League. Bình Định cũng có sự thay đổi toàn diện từ ban lãnh đạo và ban huấn luyện khi huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chính thức thế chỗ của người tiền nhiệm Nguyễn Đức Thắng. Bình Định đã có mùa giải không thực sự như mong đợi khi chỉ cán đích ở vị trí thứ bảy. Sau khi v 2023 hạ màn, đội bóng đất võ đã có một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chia tay đội bóng đất võ sau 5 năm gắn bó. Người được lựa chọn tiếp quản ghế nóng của nhà cầm quân Hà Nội là trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy. Về mặt chuyên môn, kinh nghiệm, huấn luyện viên Quang Huy không thể sánh bằng người tiền nhiệm cũ. Tuy nhiên, cựu tiền đạo một thời của công an Hà Nội và thể công lại rất am hiểu Bình Định khi có nhiều năm gắn bó, chứng kiến những thăng trầm cùng đội bóng quê hương. Về mặt lực lượng, ngoại trừ sự ra đi của chân sút số 1 Raf Bình Định về cơ bản vẫn giữ nguyên bộ khung cũ. Đội bóng đất võ có sự tăng cường thêm một vài tân binh khá tốt như Vũ Minh Tuấn, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Văn Đức, Ngô Hồng Phước. Bình Định đã có bước chạy đà khá hoàn hảo trước thềm mùa giải mới bằng việc giành chức vô địch Thiên Long Cup tại Play Coup vừa qua. Bên cạnh sự xuất hiện của các tân binh nội như Thành Long, Việt Anh, Công an Hà Nội đăng ký hai tây mới là tiền đạo Jovan và Junior. Trong khi đó, tiền đạo Cle, người ghi bàn thắng nhiều nhất cho đội bóng ở mùa trước, Tạm thời chưa được đăng ký vào danh sách thi đấu trong 3 vòng đầu tiên, gian tân binh này gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình của Công an Hà Nội trong trận đấu tới. Công an Hà Nội, với vị thế của nhà đương kim vô địch, được chơi trên sân nhà nên được đánh giá cao hơn Bình Định ở cuộc đối đấu này. Bên cạnh đó, cũng trong trận khai màn ở mùa giải năm ngoái, Công an Hà Nội cũng từng tạo ra cú sốc với chiến thắng đậm năm không trước Bình Định. Tuy nhiên, với tính chất của một trận gia quân bao giờ cũng rất khó chơi, Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công an Hà Nội. Dự đoán, công an Hà Nội hòa bình định, 11